Chào các bạn tin nhanh 24/7. Nữ biker chạy hơn 100 km/h, đâm thẳng vào chiếc ô tô trước mặt, bay hơn 10 mét. Sáng ngày 3/7/2007, một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ở Thái Lan khi một nữ biker chạy tốc độ rất cao, đâm thẳng vào chiếc ô tô trước mặt. Vụ va chạm quá mạnh khiến nữ biker văng xa theo quán tính, cũng như đã mất bình tĩnh về chiếc ô tô đã chạy thêm một đoạn nữa thì mới dừng hẳn. Từ hình ảnh này cho thấy được người lái chiếc ô tô qua đường là thiếu quan sát. Khi vừa thấy đoàn xe tải đi qua, nghĩ là hết xe nên người lái đã bẻ cua rất nhanh. Không may mắn, một nữ biker băng từ dưới lên với vận tốc là trên 100 km/h, đâm vào thẳng chiếc ô tô. Sau vụ tai nạn xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo cho bệnh viện gần đó để đưa nữ biker vào cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan chức năng có liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh làm rõ sự việc. Theo người dân ở đây cho biết, khúc đường này là khá rộng và không có giải phân cách, nên khi qua đường ở đây cần phải để ý rất kỹ, bởi đây xảy ra rất nhiều vụ tai nạn tương tự như vậy. Ở làng, việc khống chế tốc độ ở các đoạn đường lớn là rất khó khăn, bởi người dân đã quen với kiểu đi đường của mình. Đường lớn thì cứ đạp hết ga xấu. Có lần tôi sang làng chơi, với tốc độ được trải nghiệm cảm giác lái trên chiếc ô tô trên quãng đường dài 180 km, với vận tốc từ 150 đến 160 km/h. Vận tốc ở đây là như thế là rất bình thường. Nên ở làng, khi một vụ tai nạn xảy ra, chúng ta đều thấy vụ tai nạn ở tốc độ cao khả năng tử vong tới 90%. Tốc độ luôn một thứ gì đó nằm sẵn trong máu các biker. Điều đó rõ ràng thể hiện rõ hơn đối với người Thái khi các chính sách về luật lệ giao thông nước này là còn khá thoải mái. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những anh em chơi xe phân khối lớn. Hãy biết chậm đúng lúc nếu còn muốn nhanh với cuộc đời còn lại. Cảm ơn bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.